Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì lúc trước trong cái kênh của mình có làm một cái video để chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể cài được cái giao diện của Xiaomi Plus App lên những dòng Redmi và Xiaomi nói chung. Nhưng mà một thời gian sau này đó, có nhiều bạn comment với mình là nói là sau khi mà thực hiện theo video của mình đó thì các bạn không thể tìm được cái theme của Xiaomi Plus App 3 để các bạn có thể áp dụng được cái biểu tượng của cái Xiaomi Plus App 3 này nè các bạn. Đó thì các bạn tìm trên chủ đề các bạn không thấy được cái theme này. Và video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể cài được cái theme này. Và chúng ta cũng có thể mang được những cái nó mang hơi hướng của Plus App lên hơn nữa trên cái dòng thiết bị của chúng ta luôn nha. Thì chúng ta có thể mang sách trên thì cũng giống như video hôm trước, bộ icon của Plus App. Thì hôm nay mình bổ sung cho các bạn thêm hai cái của Plus App nữa, đó là cái on wire on display của Plus App nè. Và cái thứ hai là cái boot logo đó các bạn, cái khởi động lên theo cái logo Plus App lúc nãy các bạn xem trong phần demo đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện và mang tới những cái tính năng này lên trên những dòng thiết bị Redmi và Xiaomi của các bạn nhé. Trước khi mà bắt đầu video thì mình cũng nói luôn, tại vì hiện tại cái dòng mà thêm mà Xiaomi Plus App 3 đó các bạn, dòng thêm mà chúng ta áp dụng cái bộ icon này lên trên những dòng thiết bị Xiaomi và Redmi thì hiện tại nó đã không còn ở trên cái cửa hàng chủ đề nữa. Thành ra là để mang được những cái bộ icon này lên trên những dòng thiết bị của chúng ta thì bắt buộc chúng ta phải thêm file MTZ. Mà thêm file MTZ thì các bạn biết rồi đó, đối với những cái dòng ROM EU thì chúng ta thực hiện một cách đơn giản thôi, vào chủ đề và import vào. Hoặc là đối với những cái dòng thiết bị global các bạn có thể root và dùng cái modem theme spot gì đó để có thể mà áp dụng cái theme nó không bị trở lại sau một khoảng thời gian. Nhưng mà riêng với những cái dòng thiết bị mà chưa root hoặc là không phải là ROM EU thì chúng ta rất khó để chúng ta có thể mang được những cái theme MTZ lên trên thiết bị. Thì mình cũng nói luôn, cái bộ icon này mình sử dụng theme MTZ và thiết bị của mình là ROM EU, thành ra là mình áp dụng rất là bình thường. Nhưng mà đối với những dòng máy mà các bạn chưa root hoặc là không phải ROM EU thì các bạn chịu khó lên trên chủ đề các bạn tìm cái bộ biểu tượng khác nhé. Vì bộ biểu tượng này mình đã tìm rất nhiều rồi nhưng mà trên cửa hàng chủ đề global thì không còn xuất hiện nữa, rất là đáng tiếc. Rồi thì bây giờ để tiện cho các bạn theo dõi cách mà mình có thể cài đặt cái dòng theme Xiaomi Plus App lên những dòng Redmi và Xiaomi thì mình đã áp dụng cái phiên bản chủ đề mặc định trên cái dòng Redmi Note 11 rồi nha. Rồi bây giờ thì chúng ta thực hiện lần lượt nhé các bạn. Đầu tiên á, các bạn truy cập vào cái link trong phần mô tả video của mình, tải về giúp mình những cái file này nha. Đây là cái file mà logo Plus App để chúng ta sau này chúng ta áp dụng vào cái on wire on display. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái hình nền của Xiaomi Plus App cũng nằm trong phần mô tả video. Rồi tiếp theo thì các bạn cũng tải hai cái phiên bản theme MTZ của hai cái Plus App 3 và Plus App 3 V11 này nè, mình cũng để trong phần mô tả video luôn. Và cái theme Boundary Set này các bạn cũng download về luôn nha. Thì chúng ta đều sử dụng hết những cái file này để chúng ta có thể kết tôm ra một cái file theme mà mình vừa chia sẻ cho các bạn trong phần demo đó. Thì nó cũng khá là nhiều những cái file mà chúng ta cần chuẩn bị nhé. Sau khi mà các bạn đã download những cái file cần thiết vào trong cái bộ nhớ của thiết bị rồi, bây giờ chúng ta bắt tay vào cách thực hiện nhé. Đầu tiên thì các bạn truy cập vào chủ đề nè. Đối với cái dòng ROM EU á, thì chúng ta có cái chỗ nhập này các bạn, thì chúng ta nhập ba cái theme mà các bạn vừa tải về, ba theme MTZ thì nó xuất hiện ở đây nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng cái theme mà Boundary Set này nha các bạn, chúng ta áp dụng full theme nha. Rồi sau khi mà chúng ta áp dụng full theme Boundary Set thì tới cái theme thứ hai là Xiaomi Plus App 3 V11 thì các bạn bấm chỗ tạo và các bạn áp dụng giúp mình cái chỗ thành phần hệ thống và biểu tượng nha, bỏ những cái khác đi. Rồi tiếp theo thì các bạn trở ra nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào cách để kết tôm cái trình logo khởi động đó. Thì các bạn sẽ vào tùy chỉnh chủ đề nè, các bạn chọn màn hình khởi động mà hiện tại nó đang là mặc định. Thì ở trên này nó có cái dòng logo của Plus App của cái theme mà Plus App 3 3D nè, thì chúng ta áp dụng cái logo khởi động này vào nhé. Rồi tiếp theo thì chúng ta thoát ra ngoài màn hình chính. Thì lúc này trên màn hình chính chúng ta sẽ có tương tự giống vậy. À còn một cái nữa, trong cái phần mô tả video thì các bạn tải thêm phần mềm Sketchgen nha, cũng nằm ở trong đó thôi, mình quên nói lúc nãy. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái hình nền của Xiaomi Plus App. Thì ở cái màn hình khóa này chúng ta sẽ có một cái dấu bấm ở đây nè các bạn. Thì các bạn có thể đổi cái màn hình lock sen qua chỗ small lock để nhìn cho nó dễ hơn nha. Rồi bây giờ chúng ta còn một bước nữa để có thể hoàn tất cái theme Plus App mà mình chia sẻ cho các bạn, đó là chúng ta sẽ tiến hành cài Sketchgen. Thì Sketchgen cũng trong cái file APK mà mình để trong phần mô tả video đó, các bạn cài vào trong thiết bị của các bạn thì nó sẽ có cái
logo sắc chain ở đây. Thì lúc này các bạn mở ra và các bạn cấp những cái quyền cần thiết cho sắc chain thôi. Chúng ta sẽ bấm vào cái hình tay cầm chơi game và bấm vào chỗ phê phép ở đây. Lúc này thì các bạn có thể chỉnh sắc chain nằm ở vị trí nào trên màn hình thì tùy nha. Ví dụ mình để một bên phải như vậy và mình bấm show on desktop và mình sẽ thoát ra. Ví dụ như trên dòng máy của các bạn á, nó không xuất hiện sắc chain trên màn hình này nè, thì chúng ta thực hiện thêm một bước nữa nhé. Thì các bạn sẽ truy cập vào trong cửa hàng Play, các bạn tìm giúp mình cái phần mềm là hình nền Google nha. Và các bạn mở cái phần mềm hình nền Google này ra. Thì sau khi mà các bạn vào đây, các bạn vuốt xuống, các bạn tìm tới cái dòng mà hình nền động giúp mình nhé. Thì trong này các bạn tìm tới cái chỗ sắc chain đây nè, nó sẽ có cái phần sắc chain ở trong cái phần hình nền động ở đây. Sau khi chúng ta truy cập vào được chỗ này thì các bạn chỉ cần bấm đặt hình nền giúp mình thôi. Chúng ta đặt trong màn hình chính nha. Rồi bây giờ chúng ta thoát ra. Thì các bạn đợi xem nè. Đó, thì bây giờ sắc chain nó đã xuất hiện ở trên màn hình chính của thiết bị rồi nhé. Sắc chain này chúng ta có thể tương tác được nha các bạn. Chúng ta nhấn vào sắc chain thì nó sẽ phản hồi lại. Sẽ có những cái phản hồi bằng giọng nói của sắc chain phản hồi lại khi mà chúng ta tương tác với sắc chain nhé. Rồi thì ngoài ra mình cũng giới thiệu với các bạn một cái phông chữ rất là phù hợp với cái theme mà Xiaomi Laptop này. Phông chữ này hoàn toàn không bị lỗi tiếng Việt nha các bạn, nhưng mà nó mang một cái hướng giống như là gaming vậy đó. Đây các bạn có thể xem cái phông chữ ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ vào chủ đề nè. Thì các bạn sẽ bấm vào cái chỗ mà phông chữ nha. Bấm vào cái chỗ kính lúp ở đây và tìm giúp mình cái dòng chữ như thế này nha. Đó, các bạn gõ Parallel và các bạn tìm giúp mình cái phông chữ Best Parallel ở đây nè. Thì cái phông chữ này chúng ta áp dụng vào sẽ được giống như trên màn hình của mình đây. Đây, mang hiệu ứng cũng rất là gaming nha. Và nó hoàn toàn không bị lỗi tiếng Việt nha các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết tôn xong cái dòng theme của Xiaomi Plus lên trên những cái dòng thiết bị Redmi và Xiaomi. Thì lúc trước á, cái video hôm trước mình thực hiện thì mình không có dùng GoMeo cũng như là không có trên những dòng thiết bị ROOT. Thì nếu mà các bạn đối với những cái dòng máy chưa ROOT thì các bạn có thể tham khảo cái video hôm trước ở đây nha. Còn đối với những dòng thiết bị mà các bạn dùng GoMeo thì hiện tại chúng ta thêm được cái biểu tượng thêm của Plus 3. Còn đối với dòng Xiaomi chưa ROOT thì hiện tại trên chủ đề các bạn tìm không ra cái biểu tượng này. Mình đã tìm rất nhiều rồi nhưng mà không có. Thì tùy theo các bạn thôi, nếu mà các bạn sử dụng những dòng GOM nào đó thì các bạn có thể thực hiện theo những cái video mình chia sẻ để các bạn có thể mang được cái dòng thêm của Xiaomi Plus lên trên cái thiết bị của các bạn nhé. Điển hình ở đây là Redmi Note 11. Đây, chúng ta mang được cái on-wide on-display của Luxus. Có thể mang được hình nền Luxus, bộ icon, widget và kể cả là sắc chain. Thì video này của mình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé.